Iran sẽ tiến hành tập trận hải quân chung với Nga và Trung Quốc diễn ra trước cuối tháng 3 tới nhằm đảm bảo an ninh khu vực và lợi ích chung của các bên tham gia. Theo TASS, trong ngày 5 tháng 2, Tư lệnh Hải quân Iran Saram Irani đã thông báo về việc nước này cùng Nga và Trung Quốc tham gia các cuộc tập trận chung trên biển trước cuối tháng 3. Chúng tôi sẽ mời thêm các quốc gia khác tham gia cuộc tập trận hải quân của Iran, Nga và Trung Quốc, cuộc tập trận nhằm đảm bảo an ninh khu vực và được tổ chức vì lợi ích chung của các bên tham gia. Trong những năm gần đây, chúng tôi đã thực hiện nhiều đợt diễn tập nhằm tăng cường an ninh cho hoạt động hàng hải, chống cướp biển và khủng bố trên biển, ông Arani cho biết. Vào tháng 3 năm ngoái, Iran nga và trung quốc đã tiến hành cuộc tập trận ba bên mang tên vành đai an ninh hàng hải tại biển ả rập sau cuộc tập trận hạm đội phương bắc của nga tiết lộ rằng các bên tham gia đã tác chiến như một lực lượng đa quốc gia và thực hành tác chiến theo nhiều mệnh lệnh khác nhau trong cuộc tập trận hải quân ba nước đã diễn tập tấn công mục tiêu trên biển vào ban ngày và tấn công mục tiêu trên không vào ban đêm bên cạnh đó cuộc tập trận cũng bao gồm nội dung giải cứu tàu có con tin bị bắt giữ và hỗ trợ tàu gặp tai nạn trên biển